Chiều qua tại hội trường tỉnh ủy Đồng Nai đã diễn ra hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 24 ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư và nghị quyết số 01 ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt chỉ thị số 24 ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới và là nghị quyết số 01 ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng về xây dựng công an tỉnh Đồng Nai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở phải quán triệt cho đội ngũ cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong đó, lực lượng công an, quân sự là nòng cốt. Các cấp ủy tổ chức Đảng rà soát, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình để cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của tỉnh ủy và giám sát của nhân dân với lực lượng công an tỉnh. Bên cạnh đó, quán triệt cho đội ngũ cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xác định đây là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.